Chiều 7 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Đi bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân của vụ án được xác định là Lê Vĩnh Thạnh, 1980, người địa phương. Trước đây, Thạnh yêu một người phụ nữ ở cùng địa phương. Do không hợp nhau nên đầu năm nay hai người chia tay. Trong khi đó, 5 tháng trước, do hôn nhân đổ vỡ nên vợ chồng Đi cũng đường ai nấy đi. Thời gian sau đó, Đi quen và có tình cảm với bạn gái cũ của Thạnh. Hiện trường và hung khí vụ án ảnh nhỏ. Dù đã chia tay nhưng khi nghe tin bạn gái cũ có bạn trai mới, Thạnh tỏ vẻ khó chịu. Đỉnh điểm, Thạnh cầm khẩu súng giống súng rulo đến nhà Đi nói chuyện nhưng Đi bỏ lên gác tránh mặt. Lúc này, người thân của Đi ra căn ngăn, giằng co nhằm tước khẩu súng trên tay Thạnh. Nghe tiếng ẩu đả, Đi xuống gác, cầm cây kiếm dài khoảng 40cm đâm Thạnh chết.